cho anh thấy cay. Ok, nhưng mà hiện tại là quý mẫu đang ngủ trong như vậy thì massage cái thề cái ngủ ngủ luôn ha. Anh em nói anh em nghe nè, thằng ngày hôm qua anh em qua tôi vô cái massage nè, tôi bị kẹp tay chân cho tôi ra cứ ngắt luôn, tôi ra không có được, anh em cây vãi nồi cái thả nhá mất lực luôn anh em. Thì mày chết ngày hôm nay là tôi mua cái chục cung ngắn không phải người chung chết luôn mà con. Giờ tôi đi vô kêu tim quý mỏm nhân gồm phú lê đồ đi mua gắn anh em, rồi tôi mua cái chục con luôn. Ok đi anh em, anh em nhớ like video này giúp video này đạt 30k like để mình có động lực mình tiếp tục mình cho quý mỏm tiếp nha anh em. Ok đi thôi. Cái thằng sợ rắn nè, tôi que vô mày luôn á, con rắn mày bị chát vậy, con rắn nó xíu mày về mà không nọ ngu vậy mày que à? Tao nghĩ không mày to vậy mà mày sợ con rắn có bé xíu, con rắn cắn cái chết sao mày. Là mày ở chưa, má tao cày quá rồi, tao cày vãi bìu cày quý hả? Ừ làm gì đây nó nọ, má nó mua rắn nó cho tao. Dạ mày coi lại nó cho thấy cay. Rồi nó sao tôi kêu ngoài về đi mua rắn cho đi mua rắn hả? Ừ. Để. Mà trước này tao dẫn mày đi luôn, trời đất cụ nó luôn. Để chuyên gợm, chuyên gợm chung luôn. Ủa hôm qua con rắn có xíu gì mà mày đái trong quần thiệt luôn á Bình. Nó quýu mày, nó cắn rồi. Nghĩ sao mày đái trong quần. Chiêu. Còn mới không giải đầu tóc. Nhân hùng, nhân hùng. Hôm nay là tao mày trôn con quỷ cho nó quê đó. Đái trong quần giống như Lê Bình luôn. Đi, đi, giờ đi mua cắn. Đi, ẩm đi luôn. Đi. Đi. Rồi lần này mình phải mua 5 con, mình vô mình trôn mình thả được chim nó luôn cho. Dữ vậy. Cho nó tái trong quần luôn. Mày thấy ngoài cho nó con cây vãi bìu. Bây giờ đi luôn. Đi, đi mua nè. Ê mẹ, nó mày mua rồi nó mày. Sao vậy tao vậy? Thôi bây giờ tôi cay quý quá trời. Tao chả hù rồi đi mua gắn nữa. Chú ơi chú ba vãi con hai con gắn khổ hành. Trời. Gắn nãy cắn không chú? Không, gắn này nó hiền. Không cắn. Ủa chú bán cho thằng kia về cho con sợ chết vậy. Lần này con mua về con chơi khô máu luôn rồi. Trời ơi, trời ơi, mua rồi. Nói rồi sao ta? Thôi, nở rồi. Ok anh em ơi, thì tôi đã về đó anh em, thì anh em coi là mình mãi ướt nhẹp hết trơn anh em. Đó, không ngoài trời mưa lớn bãi trưởng luôn, nhưng mà mình đã cho mình chơi khô má luôn anh em. Đó, thì nói chung là anh em nhớ giúp video này đạt 30k like để mình tiếp tục cho quý mỏm nha. Thì đây là hai con gián, thì mình mua hai con với đây cộng thêm một con mà quý mỏm cho mình ở cất bên kia anh em, tiếp xíu mình theo mình lấy anh em. Ok, thì tổng cộng là ba con, bây giờ mình sẽ vô chơi mỏm anh em cùng chờ đón xem video nha. Anh em nhớ like video anh em. Ok. Trên đây. Má tải rồi. Cổng luôn á, trên đây nè. Nghĩ ghê quá, mày cầm đi. Ok, tôi xiết cho anh em coi. Cái gì? Tôi xiết luôn. Xiết cái gì? Sao là ông chùm gắn nè. Đủ. Ghê vậy? Dạ, một con. Cái gì mày mua gì nhiều dữ vậy? Tao mua lần này tao chơi con lắm. Trời ơi, bây giờ làm gì? Mày quý đâu? Ủa, mày quý mới sao đó hả? Cái gì? Quý là bây giờ, lỡ rồi cho anh cái con luôn. Cái gì vậy? Chú Tùng ơi! Chơi nhiều anh em. Bây giờ là quý mỏ mới là nhân vật chính anh em. Quý mỏ mới là nhân vật chính. Bây giờ vô kiếm quý mỏ nè. Rồi đi. Đi. Quý đâu? Đá trong quần được. Ngày này cũng đã tới. Ngày giả hù của tôi. Ngày giả hù của tôi ngày này cũng tới rồi. Bây giờ tôi nói anh em là nó vậy cơ. Thằng quý là nó chùm sợ rắn luôn anh em. Chùm sợ rắn luôn, nó dám hù tôi anh em. Trời gớt luôn rồi. Trời ơi con rắn nó quạo rồi kìa. Hôm qua quý nó trôn mày có một con rồi. Trời nó hử cứ cắn. Hôi lắm. Hử cứ cắn. Trời ơi nó hài lắm. Hôm qua là nó trôn mày có một con đây là mày nó trôn nó ba con luôn. Trời cái hành này hành nào nó cũng cho. Trời ơi trời mày làm cô gái hoàng khăn đỏ luôn hả?
Ê ê mày ơi, tao đã quá mày ơi. Nhẹ lưỡi kìa trời. Ê coi chừng chung vô lỗ tai đó nha. Một... À, sao quá quý mở nó sao mà nó phê dữ vậy ta? Chẳng luôn rồi. Con này hết quý. Nó bê lắm rồi. Dễn quý. Đứng dậy đi, đi chơi nè. Đi chơi nè, quý. Đi chơi nè quý. Rồi. Trời ơi, hổng gài. Hổng gài tụi tao đã lắm mà. Ừ, nó bò kìa, nó bò kìa. Mày quá ngắt rồi. Bây giờ nhắm mắt về, mở mắt cho nhìn đời. Hôm nay quý có bạn ngủ chung luôn trời. Hôm nay mày rủ ba bạn ngủ chung luôn. Ngủ ba bạn luôn, hứa bỏ. Trời ơi, trời, nó bò kìa. Rõ rồi. Rõ không? Trời ơi, mà cái gì tới cũng tới mà. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, là cái gì vậy? Cái gì? Cái gì vậy? Trời ơi, cho mày đá quần vậy. Trời ơi, là trời đá quần nọ. Thôi nè, tập nói chuyện đi. Bắt tỉnh rồi, bắt tỉnh rồi. Có lại mời trên ơi. Trời ơi, trời đừng gắn mắt xa luôn rồi đó gì đó. Cái gì mà nó đái dữ vậy? Má ướt nhẹp trơn anh em ơi. Cho em ta không biết mỡm, trời ơi. Trời ơi, là... có bạn ngủ chung ba bạn canh ngủ luôn chứ. Trời ơi đã thật sự. Đã thật sự á bình. Ôi ôi ôi. Ôi trời nó gồng luôn kìa. Ôi 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 nó bỏ rồi kìa. Nó bỏ rồi kìa. Ờ quý bảo bay, cắn quý bảo bay. Quý bảo bay. Xong rồi vậy, ai nó khó tay lại hả? Sao giờ nói à, em xin lỗi mình được trai. Ê mày cho, mày cho. Ừ, là trời. Cho nó bỏ vô đây đi, cho nó bỏ vô đây nè. Bình vô nó sửa nha, chứ tao không biết gì hết nha. Rồi cho nó vô. Giúp Bình thôi. Ê, thúi qua nó chui ra. Không, xin lỗi tụi tao nó mới được chứ. Trời ơi. Trời ơi nó đã cái này. Đù mã quý bên đây siết gắn luôn ta, đẳng cấp à. Mày sao mày nói quần luôn mày ơi. Mày ướt nhẹp rồi. Trời ơi con mày nó chàng tùm lum hết. Trời ơi giờ nó chàng ra đây luôn nè, ông nội đá vậy mà giữ lần đi trời. Thôi đi vô mà cho nó nằm ngủ đi. Sao nó bắt giọng nha. Chiến này mà nó thoát rồi cho nó dí rồi mình chết luôn. Giờ nó bỏ rồi nó quýnh mình chết rồi. Chốt rồi. Cái gì tới cũng tới nè. Má tắt máy nó xa để đi tao mới thoát ra được. Trời, bây giờ tắt camera hả? Hay là khởi động thêm. Ê. Ê. Đây quý dám đụng vô gắn luôn trời. Quý ngáo luôn rồi. Để một con ngồi cho chim mày đó rồi. Làm gì làm đi nha. Sao đá vô quần lưng quý. Oh yeah. Ủa vậy phải bê. Mày được lắm. Chết thằng mình ra. Bác gắn cho tao cho anh, bác gắn cho tao. Trời ơi, trời ơi, chết mẹ rồi. Đi chơi gầu quay đi. Tôi là tôi không sợ gắn nha em mà. Đưa tao con đi. Mà bên gôn thì nó sợ gắn lắm. Đưa tao con đi. Sao mà chứ con á. Trời ơi, trời thôi à. Đi đâu vậy, đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Tụi này nó cho tôi má nó ướt quần luôn rồi. Ủa làm gì ướt quần?
mình sợ quá ướt. Lắm nữa tao mua gắn bại lớn vậy nè, nữa phải mua con trăng. Chuẩn bị đi, tao mua nguyên con trăng chà bá lại cho luôn, cho mày nó quấn mày chết. Thôi thôi, với bà mọi người nha, mấy thằng cu hồn.